Thì bà mất sớm, bà mất năm 47, 46, 45, 46 bà mất. Ông nuôi ba thằng con dài, ông bố tôi đấy, ba thằng con dài trưởng thành đâu đấy, hai chú đi bộ đội đều hy sinh cả, còn mỗi mình tôi sót lại. Năm nay 96 này cháu, À, năm nay ông 96 rồi. 96 tuổi đấy. Thế là như vậy là ngày xưa là ông sinh ra là ngày xưa là trong cái năm Ất Dù Ất Dậu, năm chết đói năm 45 là chắc là ông lúc đấy đó ông biết đấy nhỉ? Lúc giờ còn bé. Năm 45 là thế là ông sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 28. Sinh năm 28 thì lúc đấy là ông cũng biết rồi. Lúc giờ đang đi với ông Bắc Mai đi, con đây ông ngoài này này, con cụ tổng đấy, Mà đi đi đi, đi Hòa Bình, đi thì tưởng là chết ở trên nè, đi xong bảo đi đây ở với cái nhà ông ấy hồ ấy được. Xong cái tháng năm 45 ấy nhà, các cụ thấy đó, các cụ để lại được cái một ít số từ đường ấy, nồi đồng tất cả các thứ bằng đồng, đào đi chia làm năm anh em, xong rồi bán đi rồi riêng đâu dẫn dẫn ở dẫn bố tôi đi dẫn tôi về. tức là lên trên Hòa Bình dẫn về ấy. Vâng, Thế là lúc đấy là lên Hòa Bình để đi làm hay làm đi gì ở cơ? với người ta ấy, có làm gì đâu, đi ở dân cái dân tâu ấy. À, đi ở ở cho nhà người ta. Vâng, Thế là lúc đó thì ở làng mình, cái năm chết đói đó thì ở làng mình có bị nhiều người chết đói không ông? bị nhiều cho cháu nhiều như gia đình cụ ấy đây, gia đình mà chỗ ba bốn anh em rồi chỗ dòng Vinh đấy thì có cụ Đăng, cụ Riêng, cụ Ước, ba anh em ruột đấy, nhưng mà rồi cụ Đăng thì cụ có, còn cụ Riêng 6 bố con, 5 anh em, con 5 con trai, 4 ông có vợ rồi, có con hết rồi, còn ông chưa có, còn anh Năm chưa có, bằng tuổi tôi để ở với tôi. Anh em chơi với nhau đi học ở ngoài đèn này, chết không còn ai, Không còn ai luôn. 5 ông con trai thì 4 ông có vợ có con hết rồi, chết hết, cụ ông bà chết, cụ Chánh Ước cũng chết hết, không còn ai, sao nọt lại là cụ chỉ cụ chỗ chồng quý đấy, còn không được gì. Nọt lại còn được một một cụ đấy. Vâng, chết hết Dã man. Đây là cái nạn đói năm 1945 là 45 do đấy, Nhật nó gây ra đây. Nhật nó dày ra, nó bắt phá núi đi, dòng dòng Dùng tay đầy mà đấy. đất nước của chúng ta là quá là Đúng đau rồi, thương. ông cũng vất vả chứ. Thì bà mất sớm, bà mất năm 47, 46, 45, 46 bà mất. Ông nuôi ba thằng con dài, ông bố tôi đấy, ba thằng con dài trưởng thành đâu đấy, hai chú đi bộ đội đều hy sinh cả, còn mỗi mình tôi sót lại. Tức là như vậy là gia đình của ông là có ba ông con trai Và và hai ông đầu là liệt sĩ à? thứ hai thứ ba Thứ hai và thứ ba, còn ông là giữa. ông nhà đầu Thế là hy sinh là thời kỳ thời chống Mỹ, chống Pháp chống Pháp cơ ạ. năm năm 53 54. Đấy. Thế thì cái năm mà năm 45 đấy thì lúc mà đấy thì là ông lên Hòa Bình, tức là đi đi ai bảo ông đi hay là tự mình đi? Không, họ có người dẫn đi chứ, người họ quen họ dẫn đi, đi lên đấy thì họ bảo lên lên đấy đi làm với ở thôi, nhiều lên này tháng 3 năm 45 nó gặp đói cái chứ, ông với lên ông này ở nhà đều bán các thứ đi lên mang tiền thì dẫn dẫn còn về dẫn tôi về chứ chứ không, Thế năm thì bốn năm 45 ở nhà cả ba anh em với ông bố với bà mẹ, ông bà mẹ năm 46 mới chết. thế thì con thấy là đợt trước ngày xưa là rất nhiều các cái mộ mà kiểu người ta làm sông, đào đào sông rồi là ở bờ sông thi thoảng nó cứ lộ thiên ra như thế, thì có phải là mộ của những người chết đói ngày xưa? Chết đói ngày xưa để không ai biết đấy. Đây thì cái kéo này này, kéo ngoài đường ngoài giờ đấy, họ làm nhái ở đấy. Từ chỗ nhà ông địch giờ lên tên này nhà đều có bộ hết. Lúc bây giờ đào cái mương ra xong để họ để dập dụng nó không có biết ai mà cải nữa. Nó bảo như gia đình của Phó Duyên đấy, không ai cải cùng không có ấy. Mất ở đâu, có ai còn ai đâu mà cải cháu. Mất hết rồi, Mất hết. thậm chí là bó chiếu là Bó chiếu, chôn. đủ sẽ có bó chiếu. Thì sau cái những cái năm chết đói đấy thì là vào cái thời kỳ chống Pháp ấy, thì là ông có tham gia vào đánh Pháp không?
ông hả? Và Ông ở du kinh, ông làm du ôi kích, giời, vào du kinh còn hai ông ở hai ông nhà đi thì là đi bộ đội. thanh niên xung phong, thanh niên xung phong về cái anh thứ ba, anh thứ hai thì giới tôi nhà đi bộ đội, bọn tôi thằng cụ ba ông, anh thứ ba nhà anh ba thì bảo là về thấy anh hy sinh rồi xung phong đi luôn để trả thù cho anh. Đây là dòng máu dân tộc của Việt Nam của chúng ta, khi mà giặc đến Đấy, là vâng, giặc đến không có tiếc gì xương máu. thế nên chúng cháu mới có được ngày hôm nay, đất nước Việt Nam Dạ mới có được vâng. ngày hôm nay chứ. Thì hai chú, thì một chú là hy sinh cái là báo tử cho ông ra, ông nhận được mộ luôn. Ra nhận được mộ xong 3 năm ông ra ông đưa về, đưa xuống nghĩa trang. Còn chú ở ngoài Hà Đông, chết ở hy sinh ở Hà Đông. Sau khi chiến tranh ấy ông ra tìm thì không được nữa, ta bảo là mục đích ở đấy rồi, có ở nghĩa trang cái rồi, xã thôn đấy rồi, nhưng mà không biết mộ nào, coi như chịu ở chịu đè đấy đi. Còn một chú đưa về để nghĩa trang mình luôn, xong 3 năm ấy ông ra xin giấy xã rồi, ra xin phép ở ủy ban xã ngoài nhà đưa về được. Thế là lúc đấy là ông là du kích của làng mình ạ. Dưới cái quần Đông Nam Trang và làm du kích thì làm thôn đội trưởng, làm phó, làm trưởng phó trưởng ban du kích. Ui giời, đi các đồn phá đồn mà tên cổ ra rồi tên ấy, các đồn nhà đều phải đi hết chứ, đi quấy rối, nhưng mà cũng còn trong may, còn còn không bị gì, còn sót lại được. Mà như vậy là nhà có ba anh em thì là cả ba anh em là tham gia hết. À, Tức là đi phá đồn là mình lên mình quấy rối cái đồn đấy ạ, hay ừ, như đi đi nào không? quấy rối Tức là quấy rối cái bọn Pháp ấy. vàng bật pháp đấy. Hình như là thời điểm đấy là toàn lính Âu Phi đúng không? À, Tức là thời điểm Pháp đấy là toàn lính Âu Phi, tức là cái bọn lính mà da đen đúng không? Nó có lúc đấy nó có càn quét nhiều gì không không? còn quét nhiều chứ. Còn quét thì nó đi nó ấy như thế, nó còn quét cái thời gian năm nó năm ba năm năm mấy, nó càn quét ấy đi nó vòng đây dùng nhà, nó bộ đội mình hành quân đánh nó mới bỏ bom và nó bắn đại bác chết. Cho nên là cái nghĩa trang của mình bây giờ là còn 70-80 bộ sĩ nó không có tên tuổi chứ, vô danh. Ở nghĩa Nghĩa trang trang trường đội mình này này cho và nghĩa trang liệt sĩ đấy nghĩa trang liệt sĩ ở ngã Đằng Đông ấy, là đâu mà có liệt sĩ vô danh có tên tuổi ở đâu, biết nàng nái đâu đâu, nó không không xác định được thông tin. không thể được. Thế nên là hết Pháp rồi là Nhật rồi là đến Mỹ. Đất nước của chúng ta là chịu quá nhiều oan khiên rồi, được để có được ngày hôm nay là quá hạnh phúc Nói rồi. chung tôi vẫn nói vào thanh niên bây giờ nó sung sướng, không có tiếng bom tiếng súng tiếng đạn, ăn sung mặc sướng như thời đây. Cháu như thời gian đang 45 đấy, đảng mình chết gọi hết đi còn bao nhiêu ai ổ đâu. Thế thì bên làng Đông thì chắc là cũng 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 Đằng mất Đông nhỉ. thì mất hơn nhiều nữa rồi, Càng cái làng làng bên nào nghèo hơn rồi còn mất nhiều hơn mất nữa. nhiều nghèo đói lúc giờ không có gì, đi thang phương cầu thực rồi nhà đói chết, đói Chết đường chết chợ cũng nhiều. chết đường chết chợ nhiều. Đây là một trong những cái câu chuyện và lịch sử mà chúng ta và luôn luôn phải nhắc đến để cho con Vâng, cháu của chúng ta biết được, nhất là thấy đặc gì biệt là thằng Nhật. Nhật nó gây ra lúc đấy là Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim đấy. Hơn 2 triệu đồng bào của chúng ta chết đói năm 45 cơ mà. Thế bây giờ thì cuộc sống đầy đủ, phát triển tốt rồi, quê hương đất nước bây giờ đẹp ông nhờ. Cháu lâu lâu cháu thịnh vượng, nhất là nước mình cũng tiến mà bộ trong vài chục năm này, tiến bộ đối với thế giới, ngang tầm với khắp thế giới. ông năm nay là bao nhiêu năm tuổi đảng rồi? 61 năm Năm nay là ông 61 năm tuổi đảng rồi. vâng Đấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày nay con cháu Việt Nam mới được sung sướng như thế này, vâng phát triển như thế này. 15 năm 16 năm là bí thư chi bộ. Thế là năm nay là ông 61 năm tuổi đảng rồi. Ông thấy sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước của Việt Nam của chúng ta thế nào? Năm nay là 93 năm đảng rồi đó. Tức Ừ, là tôi biết rồi chứ, vâng, tốt tốt năm nhé, đẹp năm chứ, nói chung đúng theo lời dạy của Bác Hồ đúng không vâng. ạ? Đưa đất nước phát triển. Thế là càng ngày quê hương đất nước của chúng ta càng phát triển hơn.
Rất là tuyệt vời. Ông ấy mà không có ông Vệ thì ông năm nay 70 mấy tuổi đảng rồi chứ, ấy từ năm 54 Vâng. Thế này thì như vậy là ông vào muộn chút đúng ông không? vào muộn đấy, đã cho đi học đối tượng về thì ông Vệ ông bảo giờ bố gia đình đi chỗ phá sản không À. cho kết nạp nữa, xong sau năm 62 với kết nạp. Dạ. Chứ không thì như tầm tuổi của ông là nó phải tuổi đảng phải tầm 75 năm tuổi đảng đấy. Ở đây Đấy. nuôi lại 8 năm. Vâng. Ừ. Thế con chúc ông là nhiều sức khỏe nhá, vui vẻ với Cảm con cháu nhé ông ơn nhá. Đấy, như năm thế nay quá. 96 97 tuổi rồi nhưng À. là rất là minh mẫn, nhìn da dẻo ông hồng hào này là thích rồi. Là ông ở nhà là ông cứ vui chơi với cả các con cháu thôi. Nói chuyện vậy mấy năm nay bà mất 3 năm nay rồi thì phấn Vâng. khởi lắm, ở đây với em này nó nuôi nấng phụng dưỡng ăn uống bệnh Đấy, tật này chăm mọi người sóc. thấy không ạ? Rất là tuyệt vời với người già ở Việt Nam là như thế, tức là tuổi già là cứ ở gần con gần cái, ở với con cái thôi chứ không như một số quốc gia khác là tuổi già như các ông là nó cho vào trại dưỡng dưỡng lão hết, Sợ nó là buồn đúng lắm. đúng rồi đấy. Vâng, đấy là ở Việt Nam là khác tình cảm. Như giờ giờ đảng chính phủ mỗi tháng này cung cấp cho được bà hơn 300 vậy. À, tức là ông vẫn có tiền tiền của tuổi Trợ già đấy ạ. trợ cấp tuổi già 80 tuổi trở lên đấy. Dạ, 80 tuổi trở lên là được bao nhiêu không? Bây giờ là 360. 360 mới cả tiền ông có lương không? Không là không có. À, ông không có nữa, có tưởng ông làm bí thư chi bộ mới cả Không thì có. Bức thư chi bộ lúc giờ nói với cháu, vừa làm bí thư chi bộ vừa làm trưởng thôn của 2 thôn. mà Mỗi một vụ được 50 cân thóc. Lấy à bằng tiền thì này cắt cho anh phó bí thư 10 cân chứ à có gì đấy đâu. Nhưng bây giờ các anh 2 triệu, hai gót 2 triệu mỗi tháng, nhưng mà lúc giàu có đâu, dạ đấy kinh tế của nhà nước nó còn o hẹp, nó chưa có rồi mà kinh tế của xã vậy. làm cán bộ thôn lúc bấy giờ là chỉ có được 50 cân thóc Và 50 đấy. thông một vụ đấy Một vụ đấy, cả đấy, vụ đấy. cả vụ mà đấy bằng tiền giá 20, giá 17.000, Dạ. sau lên ra 27.000 đồng một kilo thì cắt anh phó bí thư 10 Đất nước của chúng ta quá là gian khó trong khi mà sau khi mà chiến tranh hòa bình lập lại rồi nhưng còn rất gian khó. Nên là chúng ta phải nhìn lại, biết được lịch sử để chúng ta trân quý cuộc sống này nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.